Hello, xin chào tất cả các bạn. Theo các bạn á, thì ở Nhật Bản, liệu các công ty muốn đuổi việc một nhân viên nào đó, liệu nó có dễ không? Thì đó chính là nội dung của clip ngày hôm nay. Trước tiên thì Thái Việt sẽ chia sẻ tới một vài câu chuyện của công ty Thái Việt tới tất cả các bạn. Thì cách đây mấy tháng, có một thằng người Đức, nó sang đây làm việc được cũng một thời gian cũng khá dài rồi, nhưng mà mới chuyển vào công ty Thái Việt được hơn một năm. Thì vừa rồi thì cách đây mấy tháng thì nó có làm và bị hư hỏng mười mấy cục hàng gì đó. Thì chắc là có trong quá trình nó có thể là offset, nó điều chỉnh thông số nó bị sai. Thì cho nên là nó làm hư hỏng hàng. Mà các bạn biết rồi, hư hỏng hàng thì quản lý nó sẽ khó chịu, giám đốc nó sẽ khó chịu. Đó. Nó sẽ có thể là nạt nộ rồi là nói này nói kia. Cho nên là đôi khi người ta làm thì người ta vẫn muốn giấu giếm cái cục những cái hàng hư hỏng đó đi. Bắt đầu là nó lén là nó đi chui ra phía sau công ty, ra bên ngoài công ty luôn. Nó đem nó vứt ngoài phía cái bãi cỏ. Đó. Thì bắt đầu là ngày hôm sau á thì mấy thằng nhân viên là có trong công ty Thái Việt là cũng có đôi thằng gọi là nó làm nó lười, nó trốn ra ngoài nó hút thuốc. Đó. Nghĩa là trong lúc mà máy đang chạy thì nó trốn ra ngoài nó hút thuốc đó, không ai biết cả. Thì bắt đầu nó mới thấy, cái thằng nhân viên khác nó mới thấy đó, phía xa cỏ sao mà thấy có thấy cục hàng nó giống giống hàng của công ty mình vậy. Thì bắt đầu nó ra nó xem thì mới biết là cục hàng của công ty mình. Thì bắt đầu là nó báo lên giám đốc. Thì bắt đầu là giám đốc nó ra nó xem. Thì bắt đầu nó tra khảo. Thì nó bảo ai làm đây, nhưng mà các bạn biết không, gần như 100% đó là cái thằng người Đức này, vì bản thân thằng này là nó kém, nó làm thường xuyên bị hư hỏng và cho nên là nó thường xuyên hư hỏng, cho nên là trước đây là đã bị quản lý nhắc nhở nhiều rồi, cho nên lần này nó hư hỏng mười mấy cục hàng, một cục hàng như vậy là mấy trăm ngàn đồng, thì như vậy là nó đem đi vứt đó. Thà là nó đem vứt ở trong cái khu vực mà gì dành cho hàng hỏng của công ty thì không sao. À, thì đó cũng là một cái lỗi, nhưng mà lỗi nhẹ. Nhưng mà nó lại đem vứt ra ngoài công ty thì đây là cái lỗi lỗi rất là nặng. Thì công ty mới triệu tập lên để họp. Mặc dù biết 100% là nó làm rồi, nhưng mà lên nó không nhận. Nó bảo là tao không biết, tao không làm. Bởi vì đâu có ai bắt tận tay đâu, công ty không có camera. Công ty ở Nhật Bản rất là giàu có, nhưng mà nó không bao giờ lắp camera các bạn ạ. Đó. Mà bởi vì là nó sử dụng cái lòng tin của những nhân viên của mình thôi đó, cho nên là nó không nhận. Cuối cùng là công ty vẫn muốn đuổi đó, nhưng mà không có chứng cứ, không đuổi việc được đó. Nó rất là ghét những cái hành vi gian lận đó, nhưng mà muốn đuổi lắm mà cũng không đuổi được đó. Dần dần cách đây mấy tháng như vậy đến bây giờ vẫn cứ làm việc bình thường đó, mặc dù thời gian gần đó là ai cũng ghét thằng đó, là bởi vì là đó nó lừa dối hoặc là nói làm mà nó không dám nhận, với lại giám đốc quản lý đầu nó ghét, thành ra ai cũng ghét nó, nhưng mà cuối cùng nó không nhận, cũng chẳng ai làm việc gì nó đó. Thì anh em chúng tôi thỉnh thoảng hàng hư hỏng thì cũng có đem vứt đó, nhưng mà một số lượng nhỏ chút xíu thôi, với lại là vứt nhưng mà vứt vào cái khu vực mà dành cho hàng hỏng thôi, thì cái này cũng là gọi là tiểu xảo ha, thủ thuật anh em ạ. À, đôi khi mà chúng ta thật thà quá thì quản lý nó nhăn, giám đốc nó chửi nó bới, thành ra đôi khi chúng ta hư một xíu thôi thì cũng thôi cho qua đó, thậm chí là hàng hỏng mà cho đi luôn, cho xuất hàng luôn, thì cái này thì có các bạn ạ. Nhưng mà cái gì cũng, cũng vậy, một chút thôi thì được, nhưng mà đừng có làm lố quá. Thì cái này không phải là mình mà anh em senpai, kể cả người Nhật Bản cũng vậy, chứ không phải là người Nhật Việt Nam đâu. Cái này các bạn đừng có nghĩ là người Việt Nam xấu đâu, người Nhật Bản đã chỉ cho người Việt Nam chúng tôi có một số tiểu xảo như vậy hả. Thì tiếp theo là câu chuyện khác. Có một cái anh, một cái thằng Nhật Bản, nói chung là mới tuyển vào, tuyển vào nhưng vào làm không được việc gì cả ha, cộng trừ còn bị sai rồi là làm thì hàng hư hỏng rất là nhiều, bởi vì là cái đầu gọi là không có thông minh, cho nên là làm không được việc đó. Thì công ty cũng muốn đổi nhưng mà không đổi được đó.
bây ở các bạn ở Nhật Bản, trừ khi là nhân viên muốn xin nghỉ việc, xin nghỉ thì ok, nhưng mà đổi việc thì đam mê là không được ạ. Đó như bởi vì là nó không làm được cái máy nào cả, hàng nào cũng làm được, máy nào cũng làm được, dạy mấy tháng rồi người ta dạy 2 ngày làm được rồi, đây dạy mấy tháng rồi không làm được. Đó, cuối cùng công ty vẫn phải sao, phải điều chuyển, làm cái này không được thì điều chuyển sang, rồi cuối cùng làm máy không được, nó bắt làm cái gì ạ, nó điều cái thằng này là đẩy Kiriko đi đổ rồi xếp phôi vào vào máy, gọi là dùng chân tay thôi. Đó, sau một thời gian thì nó lại điều qua một vị trí khác, cũng là bưng bê bốc vác thế thôi, gọi là mày cũng ngu ngơ đần độn hay là như thế nào đó. Thì có nghĩa là cho dù là dù thấp kém yếu kém kiểu gì thì nó cũng không thể đổi việc được. Cái này là đã có nhiều rồi các bạn nha, không chỉ trong công ty thấy việc mà nhiều công ty của anh em, những người bạn bè mà mình ngồi nhậu rồi mình nói chuyện với nhau, có những thằng mà khù khờ giống như bị đau á, nhưng mà không đổi việc, công ty không bao giờ đổi việc. Nó có chăng thì nó sẽ điều chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Đó, thì đó là những cái câu chuyện mà bây giờ thấy việc sẽ không kể nó như vậy các bạn, để các bạn biết được rằng để ở Nhật Bản đổi việc một nhân viên nào đó, đó là một điều rất là khó khăn. Muốn đuổi việc phải thực sự rất là hợp lý, bởi vì sao, ở Nhật Bản công ty nó quản lý cái cấp nhà nước đó, nó quản lý rất là chặt, xin nghỉ việc không ai quan tâm, nhưng khi đuổi việc thì người ta sẽ quan tâm tới à tại sao công ty mày lại có cái nhân viên đó, mày đuổi cái thằng đó vì sao, nguyên nhân gì, có hợp lý hay không, và thằng đó nó có kiện tụng gì hay không. Thì đó mới là vấn đề mà công ty phải suy nghĩ. Và hơn nữa là Nhật Bản là các công ty là gọi là nó gọi là nó luôn luôn tôn trọng đó. Nó không phải như người Việt Nam, nó tao ghét thằng giám đốc, ghét là tao đuổi mày thẳng cẳng, nhưng ở Nhật Bản phải đuổi thì nó cũng có cái tính nhân văn nào trong đó, nó không dám đuổi đó, mặc dù nó ghét nhưng không bao giờ nó nói thẳng mặt đâu đó. Thì ở đây thì thấy việc nêu ra những cái lý do các bạn ạ, những cái lý do như là yếu kém, làm hư hỏng hàng liên tục, rồi là đôi khi bị các cái cấp trên nó ghét, thì những cái lý do đó là không bao giờ đổi được, hoặc là mình sai những cái lỗi cơ bản thì không không không, không đổi được, trừ những cái lỗi ví dụ như đánh nhau, đánh đập nhau thường xuyên, vi phạm kỷ luật thường xuyên, rồi là gì, vi phạm pháp luật, rồi là ăn trộm. Ăn trộm là cái này rất nguy hiểm không nha, ăn trộm là nó đổi luôn đó, ăn trộm là đây là lý do gọi là quá hợp lý rồi. Ở Nhật Bản ăn trộm là điều ghét nhất, là điều không thể xảy ra ở Nhật Bản, cho nên đây là lý do rất xứng đáng để bị đuổi. Thì các bạn đừng có để khi các bạn làm ở Nhật Bản, các bạn đừng có bao giờ sợ bị đuổi, trừ khi các bạn làm cho nó hợp lý thôi. Nếu chỉ như các bạn cứ làm cho nó vô lý thì không bao giờ đuổi được, trừ khi các bạn cố tình làm cho nó hợp lý thôi. Đó, còn lại là không bao giờ đuổi việc được, hiếm lắm, chưa thấy bao giờ đuổi, trừ khi công ty phá sản, công ty gọi là, hoặc là gặp cái thằng gọi là mấy công ty gọi là công ty gia đình, hoặc là mấy thằng giám đốc gọi là quá quá xấu tính, mấy thằng giám đốc gọi là quá tệ thì nó mới mới đuổi việc thôi. Còn lại các công ty làm ăn đàng hoàng không bao giờ nó đuổi việc, cùng lắm là nó sẽ thương thương gọi là nó thương lượng để là mình chủ động xin nghỉ việc. Thậm chí nhiều công ty nó hướng, nó giới thiệu mình cho các cái công ty khác luôn đó, nó đưa sang phỏng vấn rồi nó chuyển giao nhân viên luôn, nó bảo công ty này anh này làm vị trí không có thích hợp, nhưng mà nó chuyển sang công ty đó vị trí thích hợp hơn đó. Nhiều công ty nó như vậy luôn đó, thậm chí là cho tiền cho nó nghỉ việc luôn, chứ còn đuổi là không dám, đuổi là hiếm lắm đó. Thì như vậy là thực ra thì cũng có nhiều cái lý do, thì cái này tới việc không có đi sâu vào phân tích. Thì ở đây có nhiều bạn có comment, có hỏi tới việc về cái vấn đề ở Nhật Bản là nhiều người này nó ghét, nó chửi, nó bới, nó dọa đuổi, nhưng mà nó có đuổi không. Nhưng mà thấy việc nói rằng là bây giờ thấy việc làm clip này để các bạn hiểu là ở Nhật Bản thì các bạn cứ mạnh dạn
mà đi sang đây mà làm thì cái việc đổi việc nó hiếm lắm. Nhiều bạn ở Việt Nam thì cũng sang đây cũng sợ là em mới vào được 2 3 tháng thì nó đổi việc thì em làm sao đây, đó làm sao mà xin việc mới được, hoặc là thực tập sinh thì làm sao mà chuyển việc được đó. Nhưng mà các bạn không 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 có chuyện đổi việc đâu, hiếm hiếm lắm. Có lẽ là cả ngàn người thì mới có một vài người thôi, thì cái tỷ lệ này nó rất là khó. Còn các bạn làm cho nó hợp lý thì chịu rồi ha. Có một số công ty một số anh em vào đánh nhau ha, rồi là một số anh em ăn trộm ăn cắp, thì các bạn cố tình làm cho nó hợp lý như vậy thì nó đổi là đúng rồi ha. Còn các cái lý do khác, em làm kém lắm, tiếng Nhật em dốt lắm, cái thằng nó ghét, nó hù dọa em, không bao giờ đổi đó. Thôi clip này thầy chỉ nói như vậy thôi ha, có chi thì thầy Việt sẽ làm clip sau nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn một clip sau.